Hình ảnh chúng tôi vừa ghi nhận được trên đoạn tuyến 1,2 km đường giao thông qua xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, nơi đang có công trường thi công cải tạo, nâng cấp đường. Công trường không có rào chắn, biển báo, người hướng dẫn giao thông, mặt đường thì lồi lõm, ngổn ngang các hạng mục đang thi công dở dang. Những điều này vô tình đã trở thành cái bẫy cho người đi đường. Thì có một cái cô bé cô đi ngã ngay kia rồi, gãy chân. Hôm trước vừa mưa, hôm sau ngã, gãy chân. Còn mấy đứa trẻ con học sinh đây đi xe điện cũng ngã, nhưng mà may là không vấn đề gì. Nó nhẹ nhẹ, có nặng nhất có một cô bé gãy chân. Không ai, lúc ấy là không ai, không va chạm với ai cả, đi nó trơn, ngã. Ùn tắc có, tai nạn cũng có, nói chung là ngã ở đây nhiều. Tại vì kiểu nó lốm chốm, mưa, xong nhiều người đi tay lái nó yếu, ngã, đi xe máy chủ yếu ngã. Được biết, tuyến đường nối phường Kiến Hưng, quận Hà Đông qua xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì nhằm hỗ trợ giảm tải ùn tắc cho quốc lộ 70, đoạn qua xã Thanh Liệt, Tả Thanh Oai và Tân Triều, huyện Thanh Trì. Nên hàng ngày, lưu lượng người và phương tiện giao thông là rất lớn. Đáng lo ngại, xung quanh khu vực này có nhiều trường học, nên nhiều phụ huynh học sinh rất lo lắng cho sự an toàn của con em khi đi lại trên đường. Con đường đây là nó lầy lội đến từ đầu năm đến giờ. Nó kém tiến độ, thế cho nên nó lâu. Thế cho nên là cái việc con đường này nó nhiều người ngã và trẻ con đi tai nạn rất nhiều. Đấy. Thế cho nên cái này thì tôi thấy là ông nhà nước chưa quan tâm đến cái việc này. Cho nên cái từ đây, từ cầu Hữu Hòa lên Kiến Hưng có hơn 1 cây số thôi. Mà tôi thấy làm từ, nếu mà giải tỏa thì là giải tỏa từ lâu rồi, từ năm ngoái cơ. Thế thì các ông hứa là coi như làm từ đầu năm đến bây giờ là xong, nhưng mà cũng chưa xong. Nhiều năm qua, người dân xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì và phường Kiến Hưng, quận Hà Đông thường xuyên phải chứng kiến tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông trên tuyến đường kết nối hai địa phương với nhau. Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường này được triển khai thi công trong sự mong đợi của nhiều người dân. Đề nghị cơ quan hữu trách, chính quyền địa phương sớm vào cuộc, chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện tuyến đường đưa vào khai thác sử dụng, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.